Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, đã tìm thấy thi thể của chị Lê Thị Thùy Linh sinh năm 2003, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tại một phòng trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cũng theo nguồn tin trên, các đơn vị chuyên môn của Công an thành phố Hà Nội đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định khả năng đây là vụ án mạng. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của gia đình chị Lê Thị Thùy Linh, sinh năm 2003, hiện trú tại số 33 ngõ 1 Thiên Hển, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về việc không thể liên lạc được với cô gái này. Chị Linh rời nhà từ chiều 16 tháng 2 tức mùng 7 Tết. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ, chiều cao khoảng 1m6. Theo thông tin từ chị Lê Thị Oanh, người thân của chị Linh, cho biết chiều 16 tháng 2, chị Linh rời nhà đi đến vài khu vực cho thuê phòng trọ do mình quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng. Trước đó, chị Linh vẫn nhắn tin và liên lạc với mọi người. Sau 19 giờ tối ngày 16 tháng 2, gia đình tôi không liên lạc được với Linh, điện thoại thuê bao. Gia đình tôi cũng đã đến những khu vực Linh tới và trình báo công an nhưng chưa có tung tích, chị Oanh nói. Theo chị Oanh, qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng chị Linh đến là tại khu vực nhà cho thuê ở Bùi Sương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Camera ghi nhận lúc này là 18 giờ 35 tối 16 tháng 2, chị Linh mặc áo khoác bên ngoài màu hồng linh rất ngoan và hiền không có xích mích với ai khi đi linh mang theo một xe máy hai chiếc điện thoại